Thưa quý vị, sáng nay, Ban Thường vụ Thành đoàn Đà Nẵng tổ chức lễ phát động tháng thanh niên và ra quân Tết trồng cây năm 2021. Đến dự có Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết. Tháng thanh niên năm nay có chủ đề Tuổi trẻ Đà Nẵng tự hào truyền thống Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn đoàn và là dịp để tuổi trẻ Đà Nẵng tiếp tục phát huy tinh thần xung kích tình nguyện sáng tạo trong việc tham gia thực hiện các công trình phần việc, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của thành phố, đề xuất các giải pháp đổi mới phương thức tổ chức các hoạt động tình nguyện, đẩy mạnh công tác đoàn kết tập hợp thanh niên. Tại buổi lễ, thành đoàn đã trao hỗ trợ kinh phí sửa chữa nhà cho một sinh viên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố với kinh phí 50 triệu đồng, trao 20.000 cây xanh hỗ trợ thanh niên lập nghiệp trên địa bàn huyện Hòa Vang trị giá 50 triệu đồng, đồng thời ra mắt 5 đội hình thanh niên tình nguyện. Sau buổi lễ, Ban Thường vụ Thành đoàn đã tổ chức ra quân Tết trồng cây tại đài tưởng niệm 2 tháng 9, hưởng ứng lời kêu gọi của Bác Hồ kính yêu. Thông qua hoạt động nhằm nâng cao nhận thức trong cộng đồng về chung tay bảo vệ môi trường xanh sạch đẹp, xây dựng đô thị văn minh.